đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân và cho các địa phương có khu cách ly, Sở Công Thương Hà Nội đã phương án dự trữ hàng hóa theo 4 cấp độ dịch của thành phố nếu cách ly trong thời gian 14 ngày. Theo đó, kịch bản 1 có một khu vực cách ly thuộc địa bàn một quận, huyện với số người trong khu vực cách ly là 200 người và 2.350 người cách ly tại nơi ở. Hoạt động mua sắm hàng hóa vẫn diễn ra bình thường. Kịch bản 2 có nhiều khu vực cách ly thuộc địa bàn một quận, huyện. Giả định có 5 khu vực cách ly với số người trong khu vực cách ly là 1.000 người và 12.750 người cách ly tại nơi ở. Hoạt động mua sắm vẫn diễn ra bình thường. Kịch bản 3. Trên địa bàn có từ 10 khu cách ly với tổng số người trong khu vực cách ly là 2.000 người và 127.500 người cách ly tại nơi ở. Hàng hóa phải điều tiết mạnh nhiều lần mỗi ngày trong các hệ thống phân phối trong thành phố. Kịch bản 4. Mỗi quận, huyện có từ 1 đến 5 khu vực bị cách ly với số người trong khu cách ly lên đến 30.000 người và 382.500 người cách ly tại nơi ở trong thời gian 14 ngày. Sản xuất kinh doanh phải tạm dừng hoạt động nếu nằm trong vùng cách ly. Nhu cầu sử dụng hàng hóa tăng mạnh trong nhiều ngày, kho dự trữ hàng hóa trong thành phố đã cạn hàng, cần phải huy động hàng hóa từ các tỉnh, thành lân cận. Dự trữ hàng hóa thì Sở Công Thương Hà Nội chúng tôi đã chủ động ngay từ tháng 2, khi mà Việt Nam bắt đầu có dịch. Do đó là các doanh nghiệp đã chủ động ký kết với các cái đơn vị phân phối với những cái hợp đồng trong vòng 6 tháng và đã đảm bảo đủ những cái lượng hàng hóa mà Sở Công Thương giao trong cái nhu cầu phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng là đưa hàng hóa từ các tỉnh về trong điều kiện mà các cái kho hàng của các cái nhà phân phối có cái dấu hiệu cạn kiệt, sẽ phải thành lập những cái kho hàng dã chiến trong ngay trong nội đô để khi mà dịch bệnh bùng phát mạnh thì cái việc cung ứng hàng hóa nó đảm bảo nhanh nhất đến với người tiêu dùng.